Rồi, xin chào tất cả bà con. Thì hôm nay Thất Sơn phun thuốc cho lúa của Thất Sơn đồng 3 vụ. Thì bữa nay 45 ngày, thì 45 ngày thì nó đã lên cái bông non, tượng bông non gà hết bà con. Tượng bông non là gõ gạch rồi, bự rồi. Thì cho bà con coi cái chân nhần lúa nè. Đây. Thì nó cứng, nó lên đồng, đồng nó lên cứng tới đây. Thì nó tượng bông non là bà con bóp cho nó cứng ngắt này, cái lóng lên tới đây nè. Cứng nè, đó. Thì nói chung cây thì nó cũng không được bự gì mấy, nó cũng tương đương à, nó cũng trung bình, nói chung là trung bình đó, không ấy mà cũng không tốt, nó trung bình. Là đó chứ bằng gò, còn bằng chủng thì cây nó bự hơn xíu ha. Đây là cái đầu gò, cái đầu trên. Thì nói chung là Thất Sơn giờ nhận lúa này, Thất Sơn đoán trước là cái năng suất nó sẽ đập 1.300 m² là từ 800 kg ha, 800 kg trở lên, không dưới đâu. Tại vì vụ này thứ nhất là hai tuần ít nó, tại vì Thất Sơn xử lý rồi thì nó cũng còn nè, cái vạt hình thẳng dưới qua đây nè thì nó vẫn còn. Rồi thôi thì vụ này Thất Sơn tiếp tục xử lý nữa, thì nếu nếu hết 2 tuần luôn thì từ đây sắp tới làm lúa sẽ trúng. Còn lúa bà con mà có 2 tuần á thì không đường nào trúng nổi chân ha, 2 tuần nó cắt là mạnh, nó lên nó rụng xuống lên hoài đó. Thì nói chung 1.300 m² mà tính ra vụ này thì cũng có lời, đất nhà cũng có lời, cũng bọn á 800 kg thôi mà giá 5.500 thôi, Thất Sơn chứ 5.500 thì cũng có lời nhiều ha. Thì đây là đất 3 vụ ha bà con. Thì đây làm từ hồi lúc mà ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm, ông lên làm thủ tướng đó, rồi ông bỏ 3 cái thế đất đó, là làm tới giờ luôn, là không có xả đê luôn, là bà con tính là bao nhiêu năm ha. Thì nên một số bà con nó chia sẻ tại sao mà đi phân nặng quá, rồi sao làm lại, cái này là tùy theo đất mình làm ha, chứ không phải là bón phân nhẹ mà chúng không 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 được, không có đâu. Thì có một số bà con thì hiện hiện tại bây giờ cũng có một chỗ, số chỗ là đất 2 vụ luôn mà lúa vẫn thắt ha, do bà con tiết kiệm phân, tưởng đâu là nước nó lên đó, rồi có phù sa. Thì bà con mình không dám bón phân, bón 35 40 kg cuối cuộc thắt. Thì còn một số bà con thì đặt năng suất từ 800 lên, thì bà con nó đi 1.350 kg cho trung bình. Còn có một số đi là 60 70 60 kg 70 kg công cắt cho vụ, cho đất 2 vụ nha. Thì những bà con nó sẽ đặt năng suất trên 800, thì dần luôn người ta bự tốt lắm, tại vì vụ này không sẽ sập, đông xương không khi nào sập ha. Có hè thu với thu đông thì bà con hạ xuống ha. Bởi vì vụ thu đông mà bà con ý vụ đông xương mà bà con tiết kiệm là bà con thua nó, tiết kiệm tiền thu vụ mình tiết kiệm. Để đây Thất Sơn đã sử dụng tính ra tới đây, Thất Sơn tính công điền cho nó dễ bà con. Thì đất 3 vụ Thất Sơn đã sử dụng được 40 kg phân rồi đó, cho một công điền ha. Mà nói chung một vụ bốn cho 40 kg phân, bốn công điền, 4 cử nó. Rồi nếu tới giai đoạn mà 80 85 ngày, nếu mà cái giai đoạn gạo nó vô không tốt hoặc là nó vàng lá, thì Thất Sơn sẽ tiếp tục bón phân cho một ngày mấy chuông cho 5 kg UG nữa ha, như cũng hơi ước hạt đó. Nhưng mình cũng hoàn ước hạt cho nó là tính ra một vụ là công điền 45 kg, công cắt cũng chạy ra 65 70 kg. Thì nói chung đất 3 vụ thì nặng phân lắm, đất ở đây là sống lúa sống nhờ cho phân. Bây giờ Thất Sơn sẽ chia sẻ thuốc cho bà con. Thì do miếng trên nó khô nước rồi, giờ xịt miếng này trước, chút miếng trên đi xuống kinh rồi múc lên lên xịt. Thì Thất Sơn thứ nhất là Thất Sơn xử lý sâu. Thì từ đầu vụ giờ chưa xịt con sâu nào hết trơn, thì bà con thấy nó ăn trắng lá chân nè, nó ăn trắng lá chân, thì nó ăn ăn không không thành vấn đề, tại vì cái lá đồng nó chưa lên. Thì bây giờ hiện tại 45 ngày thì lá đồng nó đã chuẩn bị lên rồi, nó lên như cộng hành ha, nó còn đây, ví dụ trong đây nó còn một lá nữa, nó còn một lá đài chưa chưa chuẩn bị tọt lên nữa, nhưng nó có hình thành lá đài nhưng mà nó chuẩn bị tọt lên nữa. Thì mình giờ mình xịt ngừa là vừa ha, để nó tọt lên nữa, xịt không kịp là nó quắn luôn cái lá đài. Thì đây Thất Sơn sử dụng những bà con khác, thì bà con đây Thất Sơn chia sẻ cách làm Thất Sơn nha. Thì mình bà con mình làm khác nhau ha, nhưng đây Thất Sơn chia sẻ cách của Thất Sơn, tiết kiệm riêng của Thất Sơn. Thì đây Thất Sơn sử dụng sông hơi Carina 50 EC ha. Hiện nay Thất Sơn mua tiền mua 100 chai nó 400 ml, đây phải tích thực đây, 400 ml 130 ngàn. Thì sử dụng được 2 máy bình, bình 15 chục bình 150, 20 bình nó 300, 20 bình nó 300, cái 100 nó cái kia 7 8 bình đó, 2 máy bình, cho 25 bình đó, chai 130 được 25 bình. Kháng thể đây hoạt chất nè, rồi Phenofort 500 g trên lít. Thì có một hoạt chất hiện này, nói chung là Thất Sơn sử dụng giai đoạn này là nó diệt tổng hợp luôn. Nói chung này sống hơn mà thì sâu gầy, sâu đục thân gầy, phấn trắng phấn nhị đi hết. Carina là nói chung xịt mấy vụ thấy nó rất hay ha, xài rất ổn. Nhưng mà bà con xài theo cái giai đoạn nhỏ thì theo Thất Sơn sử dụng, rồi Thất Sơn chia sẻ cho bà con thì bà con sử dụng theo ha, để bà con biết bà con sử dụng mấy cái giai đoạn chỗ bà con sử dụng không đúng liều lượng đó, nó cháy cháy lá, nó nóng, tại sông hơi thường thường nóng,
Thì đây là nó để là sau cuốn lá nè, nó không lít 0,35 đến 0,4 lít trên ha. Đó, lặn chai này sử dụng được ha nè, chai này 400 ml sử dụng được 10 công điền đó. Đây là còn liều lượng xịt bình là 18-25 ml, nhưng mà đây Sơn sử dụng, nếu mà con xịt bình 25 lít thì bà con sử dụng 20 ml là vừa ha. 20 lúa nhỏ thì bà con có thể xịt 25 đúng liều lượng cũng được. Còn lúa mà giai đoạn mà nó lên lá đài rồi á, thì bà con xịt 15 đến 20 thôi. Lên lá đài là chủ yếu là 15 là nhiều ha, không được 20 luôn nữa. Tại vì nó nóng lá đài, 15 là bình 20, 25 lít là vừa. Thì được, cỡ này Thác Sơn sử dụng 20. Sử dụng 20 đi cho nó diệt tổng hợp cái một. 20 ml cho bình 20 lít cho nó diệt cái, cho sâu nó đậm cái chết cái ha. Đây là đối với cây này Sơn sử dụng 20 ml cho bình 20 lít, nó 20-25 lít thì cũng được. Thì giai đoạn này xử lý cái mọc cho nó chết ha, cho đậm cái cho chết ha. Đó. Còn những bà con khác không có thời gian thăm đồng, không có thời gian xịt mướn gì đó, thì bà con nên xài những thuốc sâu lưu dẫn đồ ha, cho nó an toàn. Còn Thất Sơn, đối với đồng Thất Sơn ở đây thì bệnh không có phát triển, sâu cũng không phát triển gì nhiều, nó ăn qua lứa rồi xịt cái hết ha. Nó đất ở đây cũng dễ bệnh nên là Thất Sơn sử dụng. Thì tiếp tục Thất Sơn cũng kèm thêm sâu đối với thằng chitin 3.6 là thuốc ốc, thuốc sâu nè. Thì thằng này là cái thằng đời trước nè, con chitin 3.6 này nè, chuyển phát là sạch là đời trước nè. Thành phần nè bà con, thành phần abamectin nè ha. Thành phần abamectin thì nó đợt trước thì nó cái liều lượng đó nè, pha 20-25 ml cho bình 20-25 lít ha. Là nó trên nó chỉ là để như sâu cuốn lá nhện đỏ hạ chè bo chỉ, sâu đục bẹ lại cũng như sâu đục thăng á, đục bẹ đục thăng đó, sâu tơ và sâu xanh ha. Nó là cái đợt trước rồi đợt sau nó ra hàng mới nè, cũng y gan vậy à. Nhưng mà nó để là sâu cuốn lá nè, nó để liều lượng pha nè 10 đến 12 ml thì mình 25 lít, nó cũng như là nó ít lại nữa, thằng kia tới 20-25, mặt này có 10 đến 12 ml, nó rất ít ha. Nên bà con mình lưu ý ha, đừng có xịt sau đây ha. Bà con mình cũng vẫn chơi 25-30 ml thì mình 20-25 lít ha. Chai này có nhiêu đâu, có 70 ngàn, bà con xịt theo cái khuyến cáo trong đây, sao sâu chết 20-25 lít luôn ha. Nói chung vậy thì nó đổi lợi, nhưng mà được sau để sau cuốn lá mà nó không có để sau đục bẹ đục phao. Thế trên nè, nó là thuốc 3.6 thuốc từ sâu thế hệ mới có nguồn gốc sinh học, thuốc có hiệu quả cao diệt trừ các loại sâu kháng đó. Như là nó không có lưu dẫn, nó chết liền, nhưng mà con xịt nữa. Thì cỡ này Thất Sơn sử dụng 30 ha. Này sử dụng 30 ml cho bình 20 lít hoặc 25 lít. Thì Thất Sơn sử dụng chung là 20 lít ha. Cái diệt sâu tổng hợp cái đống đồng mình cho nó đã cái. Đây vua ốc Ấn Độ, công nghệ chống ngạt bét. Thì nói chung máy bay phun bằng máy bay thì không ai dám phun bằng chai dẹp đâu, phun chai tròn hoặc chitin 6 chai tròn là nhiều. Chai dẹp này nó nhựa lắm nha, mình chai dẹp mình phun bình máy được. Nói chung là phun thằng này hay hơn, tại vì tròn rẻ hơn, này mắc hơn nè đó. Thì kế tiếp nó Thất Sơn sẽ sử dụng thằng Totan này là nó trị vi khuẩn nha bà con, của thằng lộc trời. Thì nói chung thì trong các loại vi khuẩn hiện nào cũng được, nhưng mà Thất Sơn phái nhất là Totan tại xịt đó. Giờ thấy đối với cái vùng đất, chỗ đất Thất Sơn làm đất ba vụ đất cát đây thì nó chịu Totan, thấy xịt thấy là không có vi khuẩn phát triển. Với cái nồng độ Totan này rất là mạnh, cái hơi rất là mạnh. Thì bà con nào đất hai vụ ấy thì bà con có thể xịt 1.5 gói cho bình 25 lít thì nó mới đúng liều lượng đó ha. Gần đây Thất Sơn sử dụng bình 20 lít thì Thất Sơn xịt bình gói 20 g là nó vừa ha. Thì nói chung xịt cái giai đoạn nóng đồng là cho nó diệt cái nấm bệnh luôn, để khi mà nó lên ngồi giết nó không có tấn công vô làm vi khuẩn làm lem lép cái bông lúa mình ha. Đó, thì nói chung xịt giai đoạn này rồi tới giai đoạn trước chỗ Sơn xịt một cử nữa vi khuẩn nữa là bỏ, từ đây tới là từ đó tới chính không xịt vi khuẩn nữa, tại vì vi khuẩn mình diệt ngay từ đầu là được rồi. Mà đối với vụ đông xuân thì xịt hai cử là dữ lắm mà, thì vụ đông xuân vi khuẩn không phát triển ha, không có mưa gió ha, mà thời tiết giờ cũng ghê quá, xịt hai cử đi không có nhiều tiền. Gói này có 13.500 là tiền mặt, thiếu có 14.500 nó lên gì đó, mà lần có 11-12.000 à. Thì nói chung cậy thịt thí đi chứ sao giờ đó. Cái tiếp Thất Sơn sử dụng đồ ôm thì đó giờ Thất Sơn sử dụng phila là chính hay bà con. Thì có một số bà con nói Thất Sơn sử dụng phila tại sao không sử dụng khác. Thì phila này thứ nhất là nó trị bệnh đồ ôm rất là hay, tại vì cái nồng độ cũng rất là cao, mạnh hắn, nó xử lý bệnh đồ ôm lưu dẫn rất là hay. Thì đây là một chai nó 250 ml là 100 tiền mặt, hình như 130 ngàn hay là 35 ngàn gì đó, kem quên là hai đó nó 30-35 đó. Thì đây nó chỉ là, thì Thất Sơn xịt cửa này là bình 20 lít cho 30 cc ha,
hoặc là bà con xịt 30 cc cho bình 25 lít như vẫn được ha, theo đúng liều lượng đó thì nó cũng ok, nhưng mà bà con xịt tắt ghép lỡ ha cho nó an toàn. Còn như tắt chiết thì lên 35-40 đi ha, mà lúa nhỏ thì ít thì bà con xịt 30 ok, còn lúa mà sử dụng trước chỗ sau chỗ chỗ đều thì bà con lên xịt bình 25 lít là từ 35-40 ha cho nó an toàn ha, còn con xịt dạt quá sợ nó bị á đó. Đó thì để đối với phila, phila này còn một số bà con mà nói tại sao xịt không đổi thuốc thì bà con mình lưu ý nè, tại vì cái thành phần hoạt chất đậu ôm thường thường thì cái thành phần chính nè chích ciclazole 400 g, thì đây đối với phila thì cái thành phần nó là hoạt chất đậu ôm chính là 400 g lít là nó nhiều ha, và nó thêm cái robiconazole 125 g là thành phần gì cũng không biết luôn. Thế nhưng mà chính là ở trên là đậu ôm. Thế thì các loại thuốc khác, thuốc gói, thuốc thẻ, thuốc bột đó, các cái loại đậu ôm khác, cái hiệu khác thì cái thành phần đậu ôm nó cũng giống như vậy. Thế nó cũng giống thôi, nhưng mà nó ra hiệu này hiệu kia thôi. Nên bà con mình đừng có nói xịt thuốc này thay đổi thuốc này thuốc kia thì tính cuối cùng cái thành phần cũng giống nhau à. Vẫn có cái thành phần đậu ôm khác nữa, nó có 2-3 thành phần đặc trị đậu ôm, nhưng mà cái thành phần này là thành phần chính nè. Thành phần này thấy là nó đa dạng nhất trong các loại thuốc nè, trị đậu ôm. Thế thì bà con mình sử dụng cái nào cũng được. Nói chung là một loại cũng được, hai loại cũng được, nó không có kháng thuốc đâu, tại vì nó có hoạt chất là kháng đâu, mà con xịt đúng liều lượng thì chết à. Nó thì đối với thằng phila ha, nó cái thành phần mà dung môi nó tới 645 g trên lít này rất là mạnh, nên mà con xịt nói về vấn đề lúa nhỏ và đậu ôm nặng, cái nào nặng mà con xịt phila vô là sạch bách, rất là mạnh, nên Hắc Sơn rất là tin tưởng phila. Đó là 4 loại. Cái tiếp là Sơn sử dụng thằng Anguin 5SC của cũng của Xuyên Genta bà con, thì Anguin giờ nó cũng lên quá mắc rồi, 135 ngàn rồi, tiền mặt á, tiền thiếu chắc cỡ ý tiền mặt 235 ngàn, tiền thiếu chắc cỡ 245-250 luôn á, chắc cỡ từ 250 á. Thì thường thường Hắc Sơn sử dụng 100 cc cho bình 20 lít hoặc 25 lít, thì bây giờ lúc thuốc nó mắc quá thì Hắc Sơn sử dụng 70 hả bà con ơi, tiết kiệm lại 70 cc cho bình 20 lít đó, 20 hoặc 25 lít là vừa là đúng theo cái liều lượng đó luôn nè. Lúa nè, lên đếm hạt khô dần nè, nó pha 62,50 lít, 75 lít thì sang pha 70-20 lít thì đậm à, hoặc là con 25 lít thì rất đậm. Rồi đó với cái giai đoạn đóng đồng ha, còn giai đoạn mà trước chỗ sau chỗ thì con lên tăng liều thêm chút nữa 80-90 nữa cho nó an toàn ha. Đó, thì một số bà con đừng có nói mà xịt cái giai đoạn đóng đồng này xịt lem lép hạt chi cho nó phí nha, nó không có phí đâu nha. Cái nấm bệnh lem lép lúc nào nó cũng có trong đất, nó có trong cây lúa ha. Còn việc cái giai đoạn này thì tới giai đoạn sau thì bà con xịt nữa thì nó nhẹ, tại vì cái nấm bệnh nó chết hết rồi, nó còn nếu nó còn nó còn sót thì bà con quét nữa thì nó rất nhẹ, nó ít có hạn chế lem lép cho bà con vi khuẩn cũng vậy, đua cũng vậy ha, chứ không phải là đợi cho nó chỗ rồi mới xịt mới trị lem lép đâu. Nó hiện lem lép này với độ ôm bi gan gì đó, lúa nhỏ có là lớn có, nên thắng cỡ này Hắc Sơn chơi chung ha, thì chia sẻ cho bà con như đó. Thì cái giai đoạn đóng đồng Hắc Sơn sử dụng 4 phân 20-15 với lạnh Cà Mau, với Hắc Sơn kèm nó xịt phân bóng lá kali với cơm cát với Atonis. Thì bây giờ Hắc Sơn xịt vô thằng Anguin với thằng phila này nữa, với cái máy này nữa là chừng nữa cái lá đồng rất là đứng ha, cái đồng đứng mạnh cứng nữa đó, thì chừng nữa cái lên nó đồng thì xịt thì quay cho bà con mình xem đó. Thì nói chung thì Hắc Sơn chia sẻ cách làm của Hắc Sơn vậy thôi, còn mọi người có cách làm khác nhau ha. Hắc Sơn tính ra là xịt thằng Carina với thằng 3.6 tính ra nó ngợ hơn là mình mua thuốc thẻ. Thuốc thẻ tính ra thẻ thường thì cũng 16 ngàn, tiền mặt cũng 16 ngàn thẻ, còn solo tới 20, 19, 20, 19.5, 20 ngàn thẻ đó. Tính ra thẻ bình thì biết nhiêu tiền đó, con này tính ra 130 này 70 là 200, mà xịt được này 25 bình, thằng này cũng hai mấy bình, bình cho bình 25, trung bình bình 25, chục bình 250 thì cũng được 18-19 bình gì đó, thì tính ra nó cũng ngợ hơn ha. Tại vì cái đất Hắc Sơn ở đây ngộ lắm, nó yêu cầu nó có sâu rồi, dù bà con xịt thuốc dù bà con xịt thằng lưu dẫn lưu gì nó cũng bị à, nói chung là bị sâu là bị, không có thuốc nào, không có xịt cái nào mà nó hết, nên nó ngộ đó. Mà tới chuyện nó không bị sâu rồi, bà con xịt thuốc xàm xàm nó cũng hết nữa. Giờ thời tiết bây giờ cũng không biết sao nữa, thì nói chung mấy vụ nãy Hắc Sơn xịt này thấy im. Thì đối với ba cái côn trùng sâu đồ gầy đồ thì xịt Hắc Sơn phải xịt mấy con sông hơi nè, rất là hay, nó dễ chết hắn mà ít tốn tiền. Thì nói chung để Hắc Sơn làm vụ này nữa coi sao, Hắc Sơn xịt dễ thứ coi sao. Thì bà con mình đây Hắc Sơn chia cách làm của Hắc Sơn ha, còn bà con mình làm khác nhau ha, thì cũng như mình chia sẻ xem qua xem lại thôi, chứ đừng có làm theo giống ha. Rồi xin chào bà con.